Kính chào Cộng đoàn Mời Cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa Trong tin mừng ngày thứ bảy Sau Chúa Nhật thứ 30 thường niên Tin mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Luca Một ngày sa bát kia Đức Giêsu đến nhà Một ông thủ lãnh nhóm pha ri Và dùng bữa Họ cố dò xét người Người nhận thấy khách dự tiệc Cứ chọn cỗ nhất mà ngồi Nên nói với họ dụ ngôn này khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất cảo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng xin ông nhường chỗ cho vị này bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống chỗ cuối trái lại khi anh được mời thì hãy vào chỗ cuối để cho người đã mời anh phải đến nói xin mời ông bạn lên trên cho Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phạm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Kính thưa Cộng đoàn, tin mừng hôm nay thuật lại lời khuyên của Chúa Giêsu khi đến dùng bữa ở nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu. Khi thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn về việc đi ăn tiệc thì phải khiêm tốn khi chọn chỗ ngồi. Hãy để cho người mời đánh giá và xếp đặt chỗ ngồi phù hợp với địa vị của mỗi người. Đừng tự mình chọn lựa cỗ nhất. Tự cho mình được ngồi chỗ quan trọng. Đó là thái độ của người tự kiêu cho mình hơn người. Chúa Giêsu luôn muốn mọi người sống tinh thần khiêm tốn trong cuộc sống hàng ngày. Khiêm tốn không hạ thấp giá trị con người. Sống khiêm tốn là nhận ra những giới hạn của mình, kể cả những bất toàn nơi bản thân. Về chiều kích thiêng liêng, người có lòng khiêm nhường là người nhận ra tất cả những gì mình có đều là do Chúa ban. Như Thánh Phaolô nói, hiện tôi có là gì cũng là nhờ ơn Chúa. Cộng đoàn thân mến, khi chúng ta sống khiêm nhường, người khác sẽ dễ mến, dễ gần chúng ta hơn và chính chúng ta còn học hỏi được nhiều điều hơn nữa khi chúng ta để cho người khác chỉ bảo hướng dẫn chúng ta. Còn người kiêu căng dễ bị người đời chê ghét vì luôn cho mình là nhất, không còn khả năng mở lòng đón nhận người khác và những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Nhất là không nhận ra ơn Chúa ban để có thể hoán cải để tạ ơn Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày thứ bảy chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ Maria mẫu gương về sự khiêm nhường thẳm sâu. Mẹ đã đón nhận thánh ý Chúa trở thành nữ tỳ đích thực của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta học đức khiêm nhường nơi mẹ Để Chúa đến với mỗi người chúng ta Chúa biến đổi con người kiêu căng tự mãn của chúng ta Và lấp đầy nơi chúng ta lòng khiêm hạ của người AMEN